Đây là bể bơi của các thiếu niên đó à? Các thiếu niên đi tắm bể bơi về à? Tắm có thích không? Có. Có à? Mát quá nhỉ? Ừ. Đi lên đi. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua thì mình bận một chút việc, anh em ở đây đã tổ chức triển khai dàn được phần dầm dọc dầm ngang của phần mặt cầu rồi các bạn ạ. Tí nữa là anh em tiến hành triển khai là rải ván mặt cầu các bạn ạ. Đây là toàn bộ phần gia cố để làm phần ván mặt cầu. Đây là bài cổ truyền của đội thợ các bạn. Cành chỗ nhau à? Cành chỗ nhau đấy. Từ 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 đợi thân đó. Từ từ đợi thân đó. Để nó cứ thế rút đi. Này này, cho vứt cái này ra ngoài. Cái nhà nó luôn. Nó hàng vậy chứ mà nó hàng chứ. Nó đợt trước mình làm nhà ấy, lần đầu tiên coi là ghép cái này mình phải là không biết làm kiểu này mình nhiều người cũng lóng ngóng phết đấy. Không đâu, đầu tiên phải đóng đinh chứ. Cứ rút hết dây, nhiều người còn rút hết dây. Chuột đấy rồi. Đóng đinh thế là mất bao nhiêu là đinh. Buộc cái này, có người nó còn rút hết dây. Đấy, rút hết dây lên xong bắt đầu cuốn đầu ấy. Cái này cần phải rút đâu. Cần phải rút đâu, cứ thế là nhấc lên là luồn vào thôi. Lần đầu tiên đúng là làm không có kinh nghiệm chứ, về sau mình đi học. Cái gì cũng thế thôi bạn chị. Mình đi học là được cái cách buộc làm nhanh thế. Mà nó phẳng nó chắc luôn chứ nhỉ. Chắc lắm. Chắc mà. Đây, cái lõi nó còn sọc sạch nhá. Cái ván là cái tre này trẻ cái này kiểu này thì ngon luôn. Đây 1m18 bằng cây lõi. Ô, của mình thiếu à? Thiếu đấy. Thiếu thôi. Thiếu cho thêm một tấm mái là lo gì đâu. Sẵn sàng đây rồi. Ai chả thiếu đây. Thêm vào. 6 chứ. 6 khoang. Không bớt thế. Hôm nay bảo chúng nó trẻ này nó chưa biết mình buộc kiểu gì đâu nhá nhỉ. Ôi đầu tiên anh Thân cứ xếp vào thiệt xem nó kiểu xếp thế thật nó nhảy vào xếp à. Nhảy vào xếp hết. Mình lo xếp thử để ly lại xếp, cho nó dễ. Xếp không xếp vào để họ trẻ đặt thế này. Thế là tưởng chắc là tưởng xếp tưởng xếp thế. Nhảy vào xếp mà không phải đâu, cứ để đấy. Còn dây nữa. Thế thì thôi cong mở ra. Lấy cái thẳng làm trước đi. Cong kinh sau. Cong nó vào cái cong. Cong nó vào cái cong đi. Quẩn tạm cái này. Láng chỗ này. Thank you.
Thôi đợi xuống. Đợi chiên. Tăng tay tỉnh lại quá. Tay tỏ liên tục. Kính liên tục. Vừa thôi. Chấm vừa tăng ông lúc mà. Vừa luôn. Điểm là tài nữa sao đây? Điểm là khổ. Cứ được gì. Đấy, sau khi mà buộc xong ấy là sẽ được một cái phên như này các bạn thấy không? Đây là cách làm ván khuôn mặt cầu các bạn ạ. Đấy, bằng tre. Cái dầm số 3 diện tích còn rất ít cho nên mình phải triển khai đổi việc là thi công ván mặt cầu trước, sau đó là có chỗ đi thì bắt đầu mình lại tiếp tục khênh cái dầm số 3 vào vị trí. Đấy. Đây là toàn bộ phần cây trống và dàn ráo chờ cho phần mặt cầu thừa ra ngoài 50 phân đấy các bạn. Đấy. Sau khi mà anh em làm xong mặt cầu và khinh dầm thứ ba đặt vào xong thì là anh em sẽ triển khai đến cái phần này. Đấy. Đứng từ xa nhìn lại chúc quý vị xem toàn bộ phần coi như là toàn cảnh của cầu tương lai. Đây là đầu đường vẫn là mô 1 đó, vào cầu. Sau khi vào cầu xong là đường bắt đầu đi sang phía mỏ vàng An Lương, đường cong đúng hình chữ C luôn các bạn, và cầu nằm ở tại vị trí giữa bụng chữ C. Các bạn đánh giá về địa thế này như thế nào, nhưng với mình thì mình thấy là đặt một chiếc cầu vào đây thì rất là đẹp so với địa thế này. Đấy, khe nước này sẽ dẫn nước tận trên phía rừng già xanh xanh ở đằng kia về các bạn ạ. Tuy rằng bây giờ về những hôm không mưa thì lượng nước rất là ít, thế nhưng mà khi chỉ cần mưa 2 tiếng sau thôi thì lượng nước toàn bộ ở phía rừng xanh xa xa đó sẽ dồn hết về cái cầu này các bạn. Đấy, đây là khe nước chảy về. Đấy. Cho nên là đầu mình làm cho tương lai, sau này là không phải chỉnh sửa mà con sử dụng lâu dài luôn. À, vừa rồi mình cũng nhận được một số lời nhắn của các bạn. Xin giới thiệu các bạn ở ngoài cùng đội mũ trắng là A Thân các bạn nhá. A Thân chào các bạn cái nào. Chào các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo ngồi ở giữa mặc áo lót quần xanh là A Chiêm. Chào quý khán giả nhá. Và cuối cùng là A Trướng. Xin chào các bạn nhé. Đấy, để các bạn nắm bắt được tên của từng người các bạn nhé. Mình là A Chiêm, nhà cầu Thia. A Trướng tự giới thiệu chưa nào? Mình là A Trướng, tổ 2, phường Cầu Thia. Đấy. Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Đấy. Mình là A Thân, tổ 1, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Đấy. Giới thiệu mình chuyên là kỹ thuật xây dựng nhé. Trong ba anh em này thì đã gắn bó với mình hàng chục năm, hơn chục năm nay rồi các bạn ạ. Và chuyên đi làm một số các công trình về cầu cũng như là nhà cửa. Riêng Chiêm là một người rất là tài ba. Và mình chỉ bật mí thôi, mai kia các bạn sẽ biết tài ba của A Chiêm như thế nào.
Xin mời quý vị khán giả chờ đón xem nhé. Còn trước mắt là Trâm đang làm cốt pha. Và mình muốn tâm sự các bạn rằng trong suốt quá trình mình làm nghề từ những năm 2000 và tới nay ở tại địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu cũng như huyện Văn Chấn, mình đã làm rất nhiều công trình rồi các bạn. Đây là một phần nhỏ của đội thợ của mình thôi, cho nên là các công trình to và dài thời gian thì mình vẫn có đủ lực lượng để làm các bạn ạ. Đòi hỏi kỹ thuật thật cao mình vẫn làm được. Cũng giới thiệu các bạn như thế để các bạn biết. Và đến cây cầu này là cây cầu đòi hỏi kỹ thuật cao, cho nên là mình đưa đội thợ chuyên này vào để làm. Chứ nếu mà hướng dẫn bà con thì không nắm được kỹ thuật và không làm được sẽ không đảm bảo tiêu chí mình đề ra các bạn. Nên bắt buộc mình phải đưa được những kỹ thuật của mình vào. Đấy, từ nãy giờ thì anh em đã làm được 3 ô rồi các bạn ạ. Chỉ còn một ô nữa là xong được một nửa phần trong của cầu rồi. Cháu chưa tìm thấy bằng cái làng cái cầu này đâu. À. Cháu chỉ thấy là cái cầu cống thôi. Ừ, cầu cống thôi gì. Cái cầu vòng này là cháu chưa có được. Đúng rồi. À, cái này hôm nay là... Đấy, đây là nó có tất cả mấy cái dầm ngang này cơ mà. Khỏe không? Khỏe. Đấy, xong lại dầm khóa hai đầu nữa nhá. Đấy, đổ bê tông hết vào những cái khe này cơ mà. Quá chắc luôn đúng không? Ở đây mình mới mua thêm cái vòi đầm các bạn ạ. Mua thêm vòi đầm để hôm nay đổ dầm thì là có đầm để đầm. Xem anh em đục đá đầu đường mua hai các bạn nhá. Lên không mình lấy búa đập phát là nó vỡ nhỏ luôn. Ba cái đấy, ba cái thoải mái đi. Bắn cho nó mỏng ra, vỡ mỏng ra. Đấy, bộ phận cốt pha là đang ghép nốt ô thứ tư các bạn ạ. Hiện nay là đã ghép được 3 ô rồi và ô này là ô thứ tư. Và phía bên kia là một số anh em đang tiếp tục coi đập đá nhỏ ra các bạn. Dài mỏng nhá, dài mỏng nhá. Dài mỏng ý một thì dễ lấy dễ hơn nhá. Đừng cho một đống, dài mỏng nó ra. Đó, đi dưới điện nhá. Bỏ dưới điện nhá đi.
thế mạnh ra ngoài này để rộng cho. Cày hết cái dưới dài nó ra luôn rồi mà. Chân thì nhiều quá cháu ạ, phải đục hết cái chân đi đấy, đục từ kia, đục từ cái chân đi kìa. Lát xong vần ván mặt cầu rồi các bạn ạ. Này tháng nước to nhớ. Đây là khu ruộng ngay gần lán mình đang ở để làm cầu vòm tập lăng. Đấy, bà con cấy lúa như thế này, cả đàn ông cấy, cấy hết, giỏi lắm. Sấm chớp bên kia âm người sợ. Đêm nay lại mưa rồi. Đang à? Đang nhá. Đấy, sấm chớp đùng đùng các bạn. Thế nào, cháu gái thì cấy có đau lưng không? Có à? Về nghỉ tối rồi, mưa rồi. Đấy, sáng sáng ra này là mưa đấy. Trắng luôn nhỉ, sợ nhỉ. Ầm luôn. Mưa đâu nghe kêu đấy to đấy này. Úi dồi, mưa to đấy, hạt mưa to đấy. Nó chở gió về đây luôn này. Gió to luôn. Nhanh lên vào nhà đây, mưa rồi. Trồng mưa rào quá to các bạn.